Chào mừng các bạn trở lại với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn hai giăng cờ của tay độc Nguyễn Thành Bảo và Phí Mạnh Cường tại tứ kết giải cờ tướng Thăng Long Kỳ Đạo 2021. Đây là giăng 2 và giăng 3. Mời các bạn xem hai giăng cờ phế quân tấn công rất hay của tay độc Nguyễn Thành Bảo. Giăng 2. Chứ
Trang Chim. Trang Chim. Xe 5, bình 7. Tới đây thì phía Mạnh Cường đã buông cờ chịu thua. Mời các bạn xem tiếp gián 3, gián cờ phế pháo tấn công rất hay của tài độc Nguyễn Thành Bảo. Gián 3. Chứ 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 Chứ
Chị 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 Chương xe 7 tấn 5. Đến đây thì Tiểu Phí đã buông cờ chịu thua. Các bạn vừa xem xong hai giăng cờ phế quân tấn công thần tốc của Tây Độc Quyển Thành Bảo. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay xin hãy like, đăng ký và chia sẻ để nhận video mới nhất.